Hello everybody, welcome to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử lại 8 game. Các bạn cùng mình gặp phá cái đầu tiên nha. Scary Teacher 3D. Let's go. Ok, let's go. Wow, mà ta tập game đúng như The Flash. Rất là nhanh. Đi đường kia. Let's go. Vâng, mời ta lên xuống cầu thang. Và bây giờ mình sẽ chuẩn bị đột nhập vào trong ngôi nhà này, trong căn phòng này. Let's go. Ok, let's go. So, và bây giờ thì mình sẽ sang từ cái thứ hai, Postmaster. Let's go. Player one, choose. Wow, 12 chưa xuống được. Lại phải tầm vòng 15. Anh ta lém một quả gọi là nổ. Oh my gosh. Headshot. Finish him. Anh này ném hẳn quả đầu lâu. Đầu lâu tổng đầu. Wow. Player
Oh my god. Finish him. Fatality. Epic win. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới kênh thứ ba. Hello, Slavo. Let's go. Rồi, và khi các bạn đi theo quả bóng này, các bạn sẽ biết được nguyên nhân lý do vì sao tựa game này ra. Đó tức là ông ta đánh đập một đứa trẻ, sau đó thì rốt đứa trẻ vào trong một căn phòng. Ở đây. Wow. Và ông ta cất chiếc chìa khóa lên trên lóc này, trên lóc tòa nhà của ông ta. Bây giờ mình sẽ phải tìm cách để đột nhập vào trong tòa nhà của ông ta. Rồi, để đến đây nào. Let's go. Let's go, chạy ra ngoài thôi. Ok, và bây giờ mình sẽ chuẩn bị đợi cho ông ta ra ngoài. Rồi, ở đây là chiếc chìa khóa màu đỏ của ông ta lúc đầu. Ông ta dùng chiếc chìa khóa này để khóa một căn phòng. Let's go, mình đã vào trong căn hầm của ông ta. Let's go. Let's
Và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game thứ tư, Payspec 2. Vâng, World First. Ok, mình sẽ điều này. Wow, rất là đông luôn. Hai băng nhóm sáu đen thanh trừng nhau. Oh my god. Ra cái bắn luôn. Đây rồi. Rồi, và mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. Chủ quét hồ 2. Let's go, nhẹ thôi, chậm thôi. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo. Little Sing 2. Ok.
watch me. Bạn hóa thân là một anh chàng cảnh sát đang leo một con quỷ. Let's go. Rồi mình sẽ phải lạc vào trong thế giới của ông ta. Rồi mình sẽ đánh bại ông ta. Let's go. Wow. Oh my gosh. Phải tiêu diệt ông ta. Let's go. Ông ta một cú trưởng, wow, được 753. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Cái này dùng cái này để đỡ. 1 2. Blow up bull. Ok. Thủ bóng bóng. Rồi, đã thành công. Càng về sau thì tốc độ của game càng nhanh các bạn nhé. Faster.
Ok. Chơi game này rất là đơn giản thôi. Và càng về sau thì sẽ càng nhanh. Các bạn phải nhanh tay nhắm mắt một chút. Wow. Thua rồi. Này mà không cẩn thận là các bạn sẽ chết ngay. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới tiếp theo, The Sibling 2020. Ở đây thì các bạn sẽ phải đặt một cái bẫy. Cầm cái bẫy này, sau đó thì mang ra cái phòng này. Xôm đồ này của ông anh. Ok, let's go. Như kiểu là một cây ớt rồi. Các bạn làm sao chôn vào cái bánh pizza này. Ok, let's go. Và trong đó thì mình sẽ tìm bánh pizza ở trong ngôi nhà này, đi thẳng vào trong đây, rẽ bên tay phải. Ok. Rồi, nhặt lên. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.